Vừa đi đường vừa đọc sách là không thể, nhưng nghe sách thì có, và ứng dụng sách nói Phonos đã giúp Vũ làm điều đó. Mỗi ngày chúng ta sẽ mất từ 30 phút đến 1 tiếng cho việc di chuyển trên đường để đi học đi làm, thêm 30 phút đến 1 tiếng cho việc tập luyện thể thao và khoảng 1 tiếng nữa để nấu ăn. Tổng cộng là gần 3 tiếng và Phú hoàn toàn có thể tối ưu hóa thời gian này dành cho việc nghe sách. Với 3 tiếng đồng hồ một ngày, Phú có thể hoàn toàn nghe xong một quyển sách khoảng tầm 200 trang và kể cả một quyển sách dày trong vòng khoảng 1 tuần mà thôi. Vậy thì hãy tải ngay ứng dụng sách nói Phonos để nghe thật nhiều sách hay các bạn nhé.